nghi vấn Chibu bị fan Trung Quốc quay lưng vì hát nhép. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện rầm rộ bài đăng của một bộ phận netizen Trung Quốc có những bàn luận tiêu cực với Chibu. Cụ thể cuối tháng 10 vừa qua, Chibu có một màn trình diễn ở Nam Kinh, Trung Quốc. Nữ ca sĩ trình diễn loạt ca khúc hit và mang đến không khí sôi động cho đêm nhạc. Bên cạnh những ý kiến tích cực thì một vài cư dân mạng xứ Trung lại bày tỏ sự thất vọng về cách trình diễn của Chibu. Một số netizen xứ Trung phàn nàn Chibu không tôn trọng khán giả khi hát nhép trên một sân khấu tầm cỡ. Một bình luận cho rằng nữ ca sĩ nhép rõ khẩu hình và lời bài hát lại không khớp nhau. Vài bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc về Chibu rằng hóa ra không phải hát đề mà là hát nhép. Ai ngờ cô ấy lại hát nhép ở lễ hội âm nhạc cơ chứ. Chibu làm ca sĩ mà nguyên buổi không hát thật một tí nào, có biết tôn trọng khán giả không nhỉ? Những bình luận trái chiều về Chibu của bộ phận khán giả Trung Quốc được chụp màn hình và chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội Việt Nam. Bài đăng này đang thu hút sự bàn tán của đông đảo netizen Việt.